Nếu bạn có ước mơ du học, mong muốn được tiếp cận các khóa học tiếng Anh chất lượng cao, làm việc tại nước ngoài hay có nhu cầu tư vấn các dịch vụ liên quan, hãy đến với Viện Khoa học Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, Văn phòng Du học nghề Nhân Ái, tọa lạc tại địa chỉ số 75D trên 389 Đăng Hải, Hải An, Hải Phòng. Với mong muốn giúp cho đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động trẻ tại Hải Phòng được tiếp cận các chương trình ưu việt của Viện, có được cơ hội du học phát triển sự nghiệp tại nước Đức và nước Úc nói riêng, các nước châu Âu nói chung. Văn phòng Du học nghề Nhân Ái với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp cam kết cung cấp các dịch vụ du học chất lượng cao, hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ toàn diện cho sinh viên trong suốt quá trình du học như các gói học bổng, trợ cấp sinh hoạt phí, hỗ trợ tìm việc làm tại nước ngoài. Uy tín và tận tâm, hãy đến với Viện Khoa học Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực, Văn phòng Du học nghề Nhân Ái để thực hiện ước mơ du học của mình một cách dễ dàng các bạn nhé.